Mọi người ơi, đây là cái áo ấm của công ty mình cho vào đấy. Có 11 cái cơ. Cái này là mình được cho. Mình được cho cái thứ hai đây. Áo dài này, màu hồng rất là đẹp. Mình được cho cái thứ ba đây, đây cũng là áo dài. Đẹp lắm. Đây là cái áo thứ tư, áo dài này chắc là để cho Suzu mặc Tết. Đẹp. Đây là cái áo thứ năm, áo khoác rất là ấm, sau là Suzu lớn để cho Suzu mặc. Cái này là mình nhặt được, mình không phải rành rành. Ở đấy là rất là nhiều người được nhận cái áo rất là khó. Đây là mọi người không thích để ra đây mình lấy luôn. Chung là nó rất ấm và rất là đẹp đó. Cái thứ năm, đây là cái áo thứ sáu, cái này mình cũng nhặt được, không phải tranh cướp. Đây là cái áo vest thứ tám, cái này mình cũng nhặt được, không phải tranh. Đây là cái áo mình giành được, rất là ấm và thơm. Cái áo này là mình thích nhất. Áo này là cái áo thứ 9, là áo trẻ con cho Suzu mặc rất là ấm. Đây là cái áo thứ 10, cái áo này là mình được cho đó. Đẹp, thơm. Đây là cái áo thứ 11, cái áo này là mình cũng được cho. Nó cũng rất là ấm. Và đây, đây là cái áo thứ 12, rất là ấm, đẹp.